làm đi Loa. Và thứ tương ma thuật Morpho của mình có thể biến hình thành bất cứ thứ gì mình muốn. Chào Morpho. Ồ, cậu có sao không? Morpho không sao. Tội nghiệp Morpho, chắc con bị bệnh rồi. Con phải nghỉ ngơi nhiều mới nhanh khỏe được đó biết chưa. Không sao đâu Morpho, ba và tớ sẽ chăm sóc cho cậu. Ủa? Chào Mila. Chào April. Cậu và Morpho ra ngoài chơi được không? Tớ muốn đi chơi lắm, nhưng Morpho đang bệnh và tớ đã hứa sẽ chăm sóc cậu ấy. Morpho nên không Morpho, con phải nghỉ ngơi mới khỏe được. Nhưng không Morpho. Mila, con cứ đi chơi đi, để ba chăm sóc Morpho cho. Cảm ơn ba. Nghỉ ngơi đi nha Morpho. Tạm biệt Morpho. Bây giờ Morpho nè, để ba đọc truyện cho con nghe nha, có được không? Con hổ độc ác kia, biến đi. Khổ thân ơi. Cái ống may mắn của mình lại có tác dụng rồi. Với cổ mấy thời gian của giáo sư Raisit, không gì cản được bọn ta. Chúng ta phải ngăn chúng lại Morpho, biến hình thành siêu anh hùng khủng long nào. Go!
Giờ thì các ngươi không thể phá hoại gì nữa. Ôi không, mọi chuyện đáng ra không phải là như vậy. Tốt lắm, Mila Morpho. Giờ hãy bắt tất cả bọn chúng lại để ta có thể đưa chúng về thời tiền sử. Nhanh, bắt lấy con khủng long ba sừng đi Morpho. Ta nghĩ các cháu quên một con rồi nè. Ôi không, Morpho. Tới phòng thí nghiệm nhanh, chúng ta cần tìm ra Morpho đã tới đâu. Điện lộn xộn. Ráng một chút nha Morpho. Chắc là ổn rồi. Có hai kẻ cướp vừa ở đây, chúng đã hết quần áo của tôi rồi. Không sao đâu ba, chúng ta có cả đống đồ trong tủ quần áo mà. Giờ nên cho ba mặc đồ như thế nào đây? Trông ba đẹp ghê đó ba. Bọn ta không còn là cướp văn phòng nữa. Bây giờ bọn ta là bọn cướp quần áo. Chúng ta sẽ trộm tất cả quần áo của cả thành phố. Cẩn thận nha. Trang phục. Đúng rồi, chúng ta cũng phải đưa đồ hóa trang cho cảnh sát nữa. Đây, cái này của chú cảnh sát. Tốt lắm, bây giờ đuổi theo băng cướp quần áo rồi. Chúng ta phải bắt chúng trước khi chúng trộm hết đồ. Theo đuôi chú Morpho. Ha
Các người không chặn được ta đâu. Sớm muộn gì chúng ta sẽ lấy được hết quần áo. Ô không, máy bay trực thăng đang rơi. Morpho, mau dùng tay bắt nó đi. Chúng đang ở đâu? Lần này ta phải bắt chúng. Đây, thưa ngài thị trưởng, chúng cháu cũng có trang phục cho ngài. Cảm ơn Mila. Bây giờ chúng ta phải chặn những kẻ cướp này. Thành phố này cần các cháu. Có một tên, ta sẽ bắt hắn. Trông cậy vào mình đó, Morpho. Dùng cánh của cậu. Các người không theo kịp bọn ta đâu. Bây giờ bọn ta bắt được thằng bạn đó lè của ngươi rồi. Đám cướp ngu ngốc kia. Morpho, dùng cánh tay của cậu đi. Morpho, dùng cánh. Được rồi, giờ về chỗ mọi người thôi. Giỏi lắm Mila và Morpho. Các cháu đã bắt được bọn cướp và giờ mọi người đã lấy được lại đồ. Các cháu xứng đáng được huân chương. Giờ phải xem thị trưởng đâu rồi. Chúng cháu thấy mọi chuyện diễn ra ở thế giới gương nhé. Ta hẳn là làm được đó Mila. Marvel thích gương lắm. Orville. Orville. Không 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 Marvel, hãy trả về lại trong gương. Đó là Orville. Ở trong thế giới gương, tất cả mọi thứ đều trái ngược với thế giới của chúng ta đó. Và vì Ofo thực tế cực kỳ thân thiện, ta e rằng Ofo sẽ chỉ làm những điều xấu xa mà thôi. Vậy tốt quá, chúng ta không thể để Ofo trong chơi khắp thành phố rồi gây rối được đâu. Nào Morpho, hãy chơi với Brahma một lát nha. Chào Morpho, hôm nay cháu thấy nào hả? Chào chú cảnh sát. Cháu làm gì vậy? Morpho, đừng bỏ chú lại đây chứ. Nghe như ai đó đang tìm kiếm Morpho hả ta? Cháu đi đòi Morpho. Giờ thì đưa chú xuống nhanh lên. Cảm ơn ha. Nhưng chú không ủng hộ hành vi này đâu đó. Hành vi nghịch ngợm. Là cháu chứ ai. Chính cháu đã đưa chú lên nóc nhà còn gì nữa. Nhưng Morpho vẫn ở bên trong với chúng cháu suốt mà. Không, chính là Morpho đưa chú lên trên cái mái nhà đó đó. Còn cười như vậy nè. Ôi không, có vẻ là Morpho. Ngài gương ơi, xin cho chúng cháu thấy thế giới gương. Ôi không, Morpho đã trốn rồi. Ôi trời. Chúng ta phải tìm cậu ấy thôi. Cậu đang làm gì vậy hả Morpho?
Cậu đang xây dựng cái gì sao? Nè, có chuyện gì vậy hả? Cái này không vui đâu, Morpho. Đây rồi ha, trò đùa như vậy là quá dai rồi đó. Trả mọi thứ về bình thường đi, Morpho. Nhưng Morpho đâu có làm đâu. Chúng ta phải bám đuổi sát thôi. Morpho biến thành xe đua nào. Vậy còn xe của ta. Morpho, đưa bọn mình xuống dưới đất đi. Nhưng nếu đó là Morpho, còn kia là ai? Ai sẽ thắng đây? Và đâu mới là Morpho thật? Chúng ta phải chắc chắn Morpho không thể giả vờ là Morpho nữa. Roma, biến Morpho thành xanh lá đi. Morpho xanh lá. Đợi đó Morpho, hãy giúp Troy và April xuống trước đã. Hy vọng chúng ta sẽ không gặp lại Morpho nữa. Ôi không, Morpho biến hình thành siêu anh hùng nào. Cảm ơn siêu anh hùng Morpho nhiều nha. Wow, Morpho cũng muốn làm anh hùng. Morpho. Ôi không. Phải bắt hắn lại. Morpho. Siêu anh hùng Morpho. Cảm ơn Morpho. Hey. Không, đừng làm loạn ở đây. Đem con hổ về sở thú lại thôi. Được thôi. Nhìn xem kìa, là thiên thạch. Ôm vào ngực thiên thạch. Giờ thì thiên thạch đang rơi về hướng thành phố đó. Ôi không. Ngừng sao băng đi Morpho. Giỏi lắm Morpho. Cháu đã ngừng thiên thạch lại rồi. Cháu là siêu anh hùng đích thực đó Morpho à. Hả? Thả bọn ta ra. Mơ đi cưng. Bọn ta cần các ngươi để bẫy Morpho đó. Cứu. Cứu rồi. Ôi không, tụi mình phải cứu các cậu ấy. Xeo anh hùng Morpho tới cứu. Dừng lại đi Morpho, bẫy đó. Morpho cứu. Hả? Bắt được ngươi rồi Morpho. Khoan đó, đây không phải là Morpho, là Morpho đó. Morpho, đây nè.
cảnh sát Freeze đến đây bắt bọn cướp nha. Các người đang bắn cướp kìa. Cảm ơn Awful nha. Cảm ơn Awful đã cứu chúng ta. Cậu là siêu anh hùng đích thực. Sao để cậu vui lên rồi. Phát minh của tao xong rồi. Tới đây xem đi. Tao đã phát minh ra dưỡng chất trẻ hóa. Giờ ta sẽ thử nghiệm trên trợ lý. Ông nghiệm lộn xộn. Tao không biết chăm sóc trẻ con như thế nào cả. Thôi không, mô phụ. Cho phải mang con bé về cho ba nó trong khi ta điều chế thuốc giải đi. Vậy nha. Mình đi đâu?
Nè. Chào Mila và Morpho. Chào Phoebe. Morpho và tớ đến đón cậu và các bạn khác để tổ chức ăn mừng năm mới đó. Cậu muốn đi với chúng tớ chứ? Ý kiến hay đó. Dĩ nhiên tớ sẽ đi với các cậu. Người bạn kế tiếp mà tụi mình phải đi đón cũng ở trên núi luôn. Người núi khổng lồ. Người núi khổng lồ. Chúng tớ đang đi mời các bạn mới sang dự tiệc năm mới. Cậu muốn đi với chúng tớ không? Đi thôi, Morpho. Mình cứ tưởng nhà mới của họ ở đây. Nhà khủng long kìa. Yeah. Các bạn muốn đi với chúng tớ không? Ồ không, khủng long cao không vừa rồi. Morpho, biến thành một cái nhà bự hơn đi. Tuyệt vời, kế là cậu ấy kìa. Shelly người cá. Chào Mila, khi các chú đến đây để tổ chức tiệc năm mới, tất cả pháo hoa đều biến mất rồi. Ồ không. Mình nghĩ mình có một cách này.